Rồi, đầu video thì các bạn đã thấy được cái thông tin một cái bộ âm thanh khoảng 12 triệu. Nhưng mà bộ này hiện tại mình đang có, mình bán cái giá chỉ là 5 triệu 100 ngàn thôi. Đó là Yamo A102HCS6 Nhật Bản. Nói chung thì giá thị trường nó cũng có rất là nhiều giá, nhưng mà toàn bộ là trên 10 triệu, chỗ cao nhất là 12 triệu nha. Thì bên mình bán chỉ 5 triệu mốt thôi. Đây là bộ này, còn người trong thùng hàng có nghĩa là mình đã đem ra lôi ra mình thử một vài lần thì mình đóng lại, chưa chưa qua người sử dụng nào ở Việt Nam, chỉ qua một mình lôi ra mình thử thôi, mình đóng lại. Đó, nó gồm có năm cái loa vệ tinh, một cái loa này dài, này là center, này bốn cái loa này là bốn cái loa, hai cái loa front, hai cái loa surround. Cái sub của nó là sub 20, sub điện nha các bạn. Các bạn thấy không? Một cái sub không các bạn mua bây giờ cũng đã 4 5 4 triệu mấy 5 triệu rồi, mà cái này là chúng ta được thêm 5 cái loa nữa mà là hàng xài lướt nữa. Rồi bây giờ mình lôi ra nha các bạn. Lôi ra cho các bạn xem hết toàn bộ. Bây giờ sau khi mình đã lấy ra rồi thì nó gồm có hệ thống này, 5 loa này. Đó, những cái loa này là nó có thiết kế là bóng sơn mài. Cái loa center của nó thì nó gồm hai loa toàn dải, còn cái loa mấy cái loa này thì là một loa nhé, hình như là cái mã số của cái loa này là A102 này, A10S là loa sọc rau. Cái loa sọc rau của nó thì nó sẽ có một loa, còn cái loa front của nó là A102 thì nó có một loa trep, một loa toàn dải. Đó. Còn cái loa center của nó thì nó có hai cái loa toàn dải. Cái loa front là một loa trep, một loa toàn dải nha. Rồi. Còn cái loa sub thì cái bác của nó ấp đất, sub điện nha. Sub này thì hoàn toàn chúng ta có thể chơi riêng cũng được, nhưng mà vậy thì nó phí cái bộ này. Các bạn lưu ý cho mình là cái bộ này phải chơi qua âm ly 5.1 nha. Còn nếu các bạn chơi sub này riêng thì chúng ta chơi qua âm ly nghe nhạc cũng được, tại vì nó sẽ có vào cái đường này, left right này. Còn nếu vào âm ly xem phim thì nó chỉ cần vào cái đường một trong hai lỗ là được rồi. Đây là điện của nó, 220V. Chúng ta cũng có thể là cắm điện 110 cũng được, bát 20 nha các bạn. Bán 20 ốp đất thôi, giá chỉ là 5 triệu mốt thôi. Các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, giá thị trường là khoảng 12 triệu, từ 10 cho đến 12 triệu nha. Rồi bây giờ mình kết thúc video này tại đây. Các bạn được vậy là bên mình có bán USB bộ cứng chip sạc nhạc chất lượng cao, một cái USB là 128 GB 800 ngàn, còn một ổ cứng là 1000 GB, giá là 2 triệu. Tùy nhu cầu nhiều hay ít mà các bạn mua để sử dụng cho nó phù hợp nha.